Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo hiệu ứng hoặc hòa cho một cái đối tượng multimedia, ví dụ như là bức ảnh của chúng ta ở đây, hoặc là chúng ta có thể tạo hoặc hòa cho một cái ảnh clip art vân vân. Thì các bạn tạo hiệu ứng hoặc hòa cho một cái đối tượng đồ họa như thế này thì hoàn toàn tương tự như cách chúng ta đã từng làm đối với các cái đối tượng chữ văn bản ở các bài trước. Thì trước tiên chúng ta sẽ kích chọn cái đối tượng mà chúng ta cần tạo hiệu ứng hoặc hòa, sau đó chúng ta sẽ đưa chuột vào menu slideshow và chúng ta chọn custom animation. Sau đó chúng ta chỉ việc chọn hiệu ứng. Ví dụ chúng ta có thể chọn hiệu ứng checkerboard. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo xác định vận tốc. Rồi chúng ta có thể tạo hướng, ví dụ ở đây chúng ta tạo hướng down chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn nút slideshow để xem kết quả làm việc của chúng ta như thế nào. Trên màn hình là cái hiệu ứng hoặc hòa đối với cái hình ảnh mà chúng ta vừa tạo đối với cái file trình chiếu của chúng ta.